giờ được một anh shipper Lalamove ủng hộ. Ghê vậy, chồng luôn hả? Đi đâu? Hai mặt em bốn được rửa để chụp cho mặt này. Ê mày biết cả lớp cũng là lớn, nó hai mặt á. Lớp nhiều lớn mà. Nhiều. Người ta đi kiếm tiền có gì chứ? Ai em nhìn sếp không? Sếp cũng có đâu mà. Đi trời ổ mày với mặt mày à? Ta đi kiếm cái đó, ta mua quá trời luôn. Thì ảnh nói ngay trận đạo, nói cho nó nghe đi ngay chỗ gì. Mày biết rồi, chỗ đó ngay nhà con chứ đâu. Phải không? Tự lên nó tan thi đuôi với mấy này nè, ta hay đáy bậy lắm đáy cái nào nó không chờ ngồi kế nó đâu kêu mua cái Lalamove vô chổng vô nè. Không bố ai chơi mình xách lên xe không bị xong cho em biết không. Không mình làm tao có cái bộ nhà kìa không bao giờ kỳ lắm. Ờ muốn tả đi không rồi xuống xe cái ờ lỡ vô chổng nè đứng đây cạnh trời đào bộ nè tức không ờ cho mày cái đúng ờ đúng rồi nhất là mày yên tâm. Ủa bộ ị thú luôn ở trên xe cũng quắc mà ai dám ngồi. Bộ nó khai lắm á nhà. Không tao không kêu nó mua giùm tao nè mày chờ mua rồi mua lại cái dầu thơm đi. Tao đi tao có dầu hôm chất đàng hoàng sạch hết quần áo rồi. Đủ mặt rồi đó. À bữa đó khỏi mặc mặc một bộ từ đây đi từ đầu tới cuối luôn phải không? Là khỏi thay đồ luôn đúng không? Ờ à, xuống biển là đem theo cái bịch đó. Đó lên xe thôi. Rồi đứng xe ai? Ai mà người nói là cho mày cái liền. Ờ ai mà nó nói tao cho ăn cái liền. Thế vậy đó. Nhất là ăn ghẹ, tao ỉa xong tao quăng cho mặt tụi bay. Ai? Ghẹ. Ghẹ. Ông nói lên chảnh ăn ghẹ gì lắm. Đúng rồi, chảnh ăn ghẹ. À, ghẹ với ốc phường. Ở trên đó ăn ghẹ ốc phường. Ông vừa. Ủa mua chở? Hai bộ đồ ngủ. Ủa sao đây YouTube không chở chết đi. Không, nó trốn về hết rồi. Kỳ vậy. Quay không ai quay. Tao mua quay hai bộ đồ. Bộ màu xanh, bộ màu vàng. Tám cái quần clip con bơm. Ủa gì chứ không lên quăng vô mặt tụi bay không. Đúng ra là đi biển thôi mặc áo dài tự đóng nó hoài quá đẹp. Đúng rồi. Ờ, biển ai mặc áo dài má khùng. Tôi muốn ra bikini vô ngoài tới biển mới đứa bikini. Bây giờ mặc bikini rồi đây ra cái ngoài luôn không có trời. Hello, hello. Anh đẹp trai, hello. Đó, tướng tướng đầu giờ có gì chết ngồi nha. Bá đạo. Anh Việt Kiều áo đen mua số không? Ủa gì chứ mua size nào? Mắt size luôn rồi sao? Mua ép ăn L mới mặc vừa. Con bận XL rồi sao chứ tặng XL được nữa? Được vừa. Rồi vậy mai có gì? Mai con mua giùm. À đó mua giùm ba cái rồi. Thôi. Thôi có gì con chở gì chứ đi mua đi cho nó thử. Lỡ lên chở nó không vừa lát cái bận rồi sao xuống xe. Mình phải thử rồi. Phải không? Nó cho thử à? Cho. Nó ép ăn lờ phải không? Cho nói gì? Đi. Sợ rộng quá lát đang tè cái nó tuột ra trời ơi. Giờ cái đó cái gì? Thôi giờ mua sang 100 kg đồ. Ơi. À máy ép ăn lờ. Tao nè. Ờ, 2SL. Mà nó nói vậy đó. 2SL hả? Ba cái rồi nha, nhà còn cái rồi. Ba cái đủ rồi. Thử đi, tôi chắc cứu. Ờ, mua gọi là không có được đổi đó. An xin chú ơi, là con giúp nha. Biết đâu giúp ra ngoài người ta cho luôn rồi xong mình thấy mình nổi tiếng. Mày tối ngày xuống tao ăn giật hoành môi, bay cái môi vậy nè. Môi ngay đây à, còn cái cục ngay đây nữa thôi. Và nói tiếng với Mỹ đi. Hello. Kêu ổng đi. Một đống chìa khóa luôn. À, người ta làm gì làm. Người ta đâu có ăn giật của gì trước đâu. Ăn không hết đi chừa lại cho ai ăn gì chứ. Còn, tao đâu có cho nó ăn được. Tao không cho anh Hưng ăn. Không. Đó, trời mưa chất vẫn đi bán nha mọi người. Hello. Anh đẹp trai số không? Anh đang chơi phim xem. Số không? Chúng.
Trời mưa, con dòng số 10, 59 con bướm. Nè, con bướm. Mưa cả lạnh cả rung rồi đó. Rung hả gì chứ? Có mặc áo, mặc áo. Nó nói tao 2FL. Gì chứ? Không kệ, mưa đi, ba cái mà lỡ lái trong xuống biển cầm với nó đó. Là, bao nhiêu cái? Dẻ hả? 55.000. Rồi cho luôn anh. Anh Việt Kiều. Đi vô chứ. Bu số đi đẹp trai quá. Hello. Thì rất lạnh không? Lạnh, tay chân dùng nè, thấy à. Tao kiểu đường nặng lắm á. Cung về rất cung dưới trời có dễ không gì chứ. Tiểu đường á. À. Rồi anh nhìn cái cây chứ cái nổi à. Đẹp trai quá trời. Vé số này luôn vậy sao trốn? Trốn. Nhưng mà đi chơi chùa mới về. Về nữa mới trốn được. Mua đi. Thôi giờ mặc áo mưa bán đi chứ. Thôi. Ngồi trong đây mưa gì? Vậy? 11.000. Con bướm xinh, con bướm đa cần. Nè, 59 con bướm. 5 tờ đi, dễ tính tiền. 55.000, trời ơi, lợi 5.000, ông Việt Kiều teo quá. Việt Kiều đâu, Việt Kiều, chồng mới ra đó. Không đâu. Trời ơi, 55.000. Ủa, anh đâu có mua vé số đâu. Có, lấy 5 tờ. Chết lộn rồi đó, bạn nó đâu mua đâu. Đúng chết, bây giờ mới hàng kỳ khôi giờ. Trời ơi. Áo này trình ông mặc cho tôi nha, tôi đi điện. Tôi đi biển hả? Vô. Trời ơi, tướng vậy mà mặc vừa hả? Chết chuẩn bị đi biển mua tả nè. Anh. Đưa 55.000, khỏi lại 45. Có 5.000 không? Trời ơi, có 2.000 vậy con nghiệp vậy. Đưa 2.000 đi bớt cho 3.000. Bớt 3.000 luôn. Làm bớt quen. Rồi. Trả lại miếng này được không? Thôi. Cũng biết ăn đó à. Ỉa. Chứ ăn khoai tây chiên thôi. Ờ, ăn khoai lăng cây chiên thôi. Chứ không ăn này. Bao ăn đi. Cảm ơn nha, cho 3.000 cái lọc. Ừ, rồi bao cứ ăn khoai lăng tây chiên đi. Khoai lăng chiên. 3.000, ở đó có bán bao ăn có 3.000 không? Không, 50. Trời ơi, Việt Kiều mà không dám bao coi được dĩa qua lăng tay nữa. Đó anh chị này mời vô giúp. Mời rồi, không ai mua đâu. Ê, qua đây ngồi mua chỗ. Lấy dĩa, lấy dĩa đầu lấy giờ. Lấy dĩa đầu giờ. Quản lý đây gì chứ. Kệ nó, quản lý chứ. Đó. Qua đây mua ăn bướm. Quản lý nhân viên này đó. Còn anh đi là quản lý quán. 10.000 tờ. Ê. Ê, đại đi. Đại, ở đây à. 10.000 tờ đủ. Trời. Trời mưa có nơi gì đó. Ôi, trời mưa với số hạ giá luôn 10.000 tờ nha bà con. Quan ngoại dòm đút can trù miệng. Hồi chức là bả đạo. Anh Quan ra đây đi anh Quan, cho em uống ly thứ hai của anh rồi. Quan à. Quan sợ chức quá rồi. Quan mấy bài chức rồi, 77 ông trời nè. Trời mưa bán ông trời, có mưa gì lắm. Ông nói 5 cái kìa, không có bán lẻ đâu, cũng nói bán nửa chục con mà. Đó. Bữa nay bé có gà chích kìa chứ không? Có, mưa chị chứ, không biết nó có già không. Ờ, có kêu bé mua bánh lọt gì không? Không, đồ á. Con gai quá. Nước là dòng nè. Bé gõ bánh mì, ủa cái này gì chích mua này của ở đâu vậy? Má cũng pin á, 100.000. Còn phần này 100.000. Ai bao? Tôi. Tự ăn luôn không? Ừ. Ôi. Tay chân dùng quá, mặt đồ ướt thành khô luôn. Lấy áo mưa bận không? Không, còn có áo mưa chậm thì má. Chứ lạnh rồi sao? Lạnh dáng chịu. Nãy giờ mày có ăn cấp tiện tao không? Gì? Nãy giờ mày có ăn cấp tiện tao không? Bán. Bán tao không thấy tiền vậy. Nó có ăn cấp tiền chứ không buồn ghê. Nó kêu tao đi ăn khá lâu mày coi bắt tao xếp mày luôn vậy á. Chức giờ nó áo khoác chứ chức bận không? À? Không. Không bận áo khoác không hả? Không. Sao mày thương con quá vậy, cám dỗ hoài. Cám dỗ gì? Thì lỡ chức mà bệnh rồi đâu con đâu có ai để quay đâu. Đó đầu giờ chức dù về mưa chức vẫn vui vẻ bán vé số nghe dù rất là lạnh tay chân run.
rung dữ không, tay chân gì chứ, rung mà xong đem với số nhiều gì chứ. Online đi. Online hả? Máy con đâu có online được đâu. Xạo quá, online. Cá sống về nước, em sống về tình yêu thương của mọi người. Khạch kha lại la lại la. Lại viết là không có ai vô. Bảy bảy ông trời. Bảy bảy ông trời nè. Trời mưa là ông trời. Nay gì chứ ăn cái ổ bánh mì không no no à. No sao rồi ăn nữa này con ổ thịt bò quá trời chặt nó già cả đâu cho ăn quang nó xuống quang từ miệng tao cả chùi mười mấy miếng giấy luôn. Còn Hùng Lý sợ quá đút cho lẹ đéo cho bao nhiêu ăn. Còn cục bơ tê nè dĩ dĩ nữa còn khúc này ăn đói 100 ngàn thôi ăn mất công dưỡng nghỉ. Ê bánh lột hôm nay ế quá trời đi ngang kêu tao nó hủy ăn giờ chào những miếng này. Bánh hẹ mày bữa nó tính tao 30. Nó có trứng. Trời mưa rồi, online ơi. Nào bảo cấp 10, cấp 11 con mới online được. Dạ. Bảo có cấp độ nè, cấp 1, cấp 2 là anh. À Hùng Lý, Hùng Lý, qua đây Hùng Lý. Cấp 4, cấp 5 là của Hùng Lý ơi, Hùng Lý ác với em quá, qua đây đi. Còn con cấp 11, 12 con mới online được chứ. Ăn đi. Thôi nghỉ ăn đi. Thôi vô ngủ nha. Ngủ gì ngủ. Không có ai có khách mới ngủ rồi. Lạnh rồi sao giờ? Lạnh ngủ cho bách lạ. Giờ ra lấy áo mưa cho chứ bận nha. Đi điện mẹ có áo mưa chợ chổng nè. Đó đi bụi đời mặc áo mưa ngủ á, đỡ ừ. Lạnh. Ủa sao chứ có nhà ông ngủ mà đi ngủ bụi đời. Đó giận. Giận gia đình đó. Giận má. Trời trời mưa mấy bụi đời ngủ có tội mới má. Nhưng mà giờ gì chứ nghĩ lại giờ gì à. Hồi xưa đâu có cho nhiều đâu, bây giờ mới nhiều. Hồi xưa đâu có mạng đâu. Hồi xưa, tại giờ có mạng á. Hồi xưa cái công nghệ đâu có nhiều nên người ta đâu có biết đâu. Nhiều khi chị ngủ ít ai lắm, nhiều khi người ta muốn giúp đỡ mà không biết. Mà thời nay có công nghệ nhiều. Mỗi lần ta đi phát, ta chụp hình, ta đăng lên rồi ta không biết. Đại đi. Ăn thịt bò đại đi, nhét cái cục bà tê vô. Sao chứ chưa con ăn gì chứ không ăn đi. Ăn hết ngộn dữ rồi đó con. Cũng ăn, ăn đồ thừa chứ hả? Chó. Ăn khó thằng bỏ, cho ăn, cho ăn, cho ăn, cho ăn. Ờ, chả thấy gì chứ cho ăn đồ. Thôi ăn lớn hết á, tao tưởng mẹ nào cũng mẹ đó, tao quen. Giác nó dũng quá, bé bé chích giết già máu luôn. Đâu để nó nói lại bé bé cho. Nó chết bà đau quá, bà dơ nó trong đây. Ủa này chích lấy nhiêu mà còn thấy quá trời chứ. 4 triệu. Lấy 4 triệu này lấy 400 luôn hả? Chị mua chơi lớn chủ nhật là lấy 5 triệu. Còn qua vô mấy vô đi mua đồ rồi, mua hết 3 bộ. Sao ngày nào cũng nói đi mua đồ vậy trời? Con canh lá cà mơi mày đi theo tao. Ngày nào con cũng giờ bắt đầu mua cà lót hết nhiêu, nãy mày nghe ăn đó nói không? Cà lót là có mấy chục ngàn nha. Mấy chục ơi. Cái này là trước trong nhà vô siêu thị nó bán lót 5 cái, không phải lượng mua tả lót, mua lót giấy á. Ờ là nhiêu. Mặc xong bỏ. 5 cái chừng mấy chục ngàn hả? Thì con siêu thị nào? Em kêu chắc mua cái bô anh vẫn ngồi luôn. Siêu thị nào? Bô qua cho theo. Không, mấy cái chỗ mà hả bán tả này. Mày đó. Biết em bé mặc tả đó không? Tao mua tả đó đó. Cái tả đó cho người già bệnh á, bệnh. À đúng rồi. Nằm lắm. Cũng phải chịu, trời ơi sao vậy má? Ủa gì chết mặc quần lót giấy gì? Lót giấy gì? Cái đó gọi là quần lót giấy đó, tả dành cho người bệnh á. Đi xa cởi đi, có đâu đi, có 1-2 ngày cởi cứ bận không sao đâu kìa. Đó. Cái đó là ai vậy biết cái này đó rồi. Là nó bán bịch nhất đúng rồi, chứ đừng lo, trên xe có toilet luôn mà. Cái gì mình đi toilet trên đó. Có đâu ra. Có, giờ xe hiện đại có toilet luôn. Có đâu, dừng xe là nó cho, chút dừng là nó mắc toilet lên. Mày gì chết từ đây lên chảnh chắc 30 lần. Tài xế đâu mà chịu nổi. Ừ. Tiểu đường nó đá dữ lắm á. Vậy hả? Quan trọng là mình cho tao uống nước. Uống sao chịu nổi má, tự đường chứ ra ngoài chỗ mới bán tả
ở chỗ mấy bán tải với sữa em bé nhiều lắm, chứ không phải nó bán cho cái tải tảo quần canxi rồi nó bán à. Đó, mày nghe chị nói không? À, quần mà của mấy người mổ phải không? Rồi, từ đó con để mổ nè, con mặc cái quần đó con biết mà. Đó, đúng rồi, quần của mấy người